Vico Hương Xưa hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin được kính chào quý vị khán giả đang đến cái bếp của Mỹ Vị 24. Và ngày hôm nay mình có một khách mời rất là đặc biệt, nhưng mà từ nãy giờ là không có thấy đâu hết mà. Bây giờ trễ quá, không biết làm sao. Hôm nay cái món làm cái gì mà rất là cao có vậy? À, đợi mình phải không? Nguyên, trời ơi, tại sao đến trễ? Thôi, hôm nay trễ ngay. Rồi, sao? Xin lỗi, trễ có mấy phút thôi. Mà thật sự là trễ mấy phút cũng là trễ rồi. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Biết là hôm nay là trễ giờ và bận tập rất là nhiều, nên hôm nay là Kyle đã chuẩn bị một cái món rất là dễ làm. Thật ra là chưa ăn gì luôn á. Bởi vì sao gấp gáp rồi, cái sáng cái là thức dậy là cái tức tốc là phải chạy đúng giờ, là mình người tổ chức mà mình đi trễ thì rất là kỳ. Rồi xong rồi đúng giờ thì cứ nghĩ thôi chút ăn rồi cái việc này nó qua việc kia, rồi hẹn ở đây nữa nên chưa ăn luôn. Nhưng mà bây giờ món này thì rất là lâu. Không có lâu đâu, cái này là bánh mì sandwich. Bánh mì sandwich là tương tự như cơm của đất nước Mỹ đó. Nó có thể biến tấu thành rất là nhiều những món vô cùng hấp dẫn, phù hợp với sáng, trưa và cả tối luôn. Thì tất nhiên nó là sẽ có một chút bột để chúng ta có thể là đỡ đói. Thì đó, có bột và có nước. Chỉ vậy thôi hả? Đơn giản như vậy thôi. Và để tìm hiểu thêm về bánh mì sandwich thì mình sẽ theo dõi một cái video clip ngắn. Và sau đó Kyle sẽ chia sẻ thêm nha. Bánh sandwich là món bánh phổ biến và được rất nhiều người ưa chuộng. Đây cũng là món bánh rất thông dụng trong bữa sáng. Người ta dùng bánh sandwich với nhiều biến tấu khác nhau. Có thể là kẹp nhân mặn, kẹp mứt trái cây, trứng, dùng với sữa. Mỗi phiên bản lại có hương vị đặc trưng riêng. Sandwich sau khi làm xong sẽ có kết cấu vững, đẹp mắt, lan tỏa vị giòn tan của bánh mì, hòa quyện cùng trứng chiên thơm ngon, thêm một chút vị tươi ngon của rau ăn kèm, cực kỳ kích thích vị giác của người thưởng thức. Để làm bánh sandwich không hề khó. Vào những ngày bận rộn, bạn có thể dành chút thời gian cùng với các thành viên trong nhà trổ tài làm bánh. Chắc chắn bạn sẽ có những bữa sáng thơm ngon, lại dinh dưỡng mà không mất quá nhiều công sức. Rồi, Uyên thấy sao? Rồi, đâu có đơn giản đâu. Thật ra thì đơn giản nhưng mà không đơn giản. Cái vấn đề ở đây là chúng ta phải làm đúng. Và khi làm đúng thì chúng ta ra cái bánh được ngon và đẹp nữa, đúng không? Nói chung là cái bánh sandwich là từ cái lúc mà bột á, cái quan trọng là bột á. Nếu mà ở nhà chúng ta sẽ bỏ bột, nhồi bột và chúng ta bỏ lên nướng như thế nào. Và có điều là với bột trộn sẵn Miko hôm xưa là nó không có bị khô. Chứ bánh mì sandwich mà nó ăn vô nó khô thì nó hết ngon. Và bây giờ Quyên và Kyle sẽ vào bếp để mà thực hiện món này, để chứng minh rằng là món này cực kỳ đơn giản. À, đi hả? Theo ha. Để làm món bánh sandwich cần chuẩn bị nguyên liệu: bột bánh sandwich Miko Hương Xưa 1 kg, cho thêm 460ml nước, men khô ngọt 1 gói có sẵn trong gói bột, bước 1 pha men với nước cho tan đều, bước 2 cho bột và hỗn hợp men vào trộn đều. Và nhào mạnh bằng tay khoảng 20 đến 25 phút hoặc đánh bằng máy khoảng 12 phút cho bột mịn, dai. Bước 3, chia khối bột ra làm nhiều phần bằng nhau, mỗi phần 200g. Xe tròn khối bột. Lần lượt cán từng khối bột từ hình tròn ra thành hình bầu dục dài. Sau đó, cuộn tròn, xoay dọc và cán ra thành hình chữ nhật dài và mỏng hơn. Cuộn tròn tấm bột hình chữ nhật trên cho đến khi hết chiều dài tấm bột. Làm tương tự với 4 khối bột còn lại. Bước 4.
Chuẩn bị khuôn sandwich có chiều dài 35cm, ngang 12cm, cao 10cm. Quét dầu hoặc bơ lên toàn bộ bề mặt khuôn và nắp khuôn. Bước 5. Lấy 5 khối bột đã tạo hình cho vào khuôn sandwich và đem ủ ở nhiệt độ 35 độ C trong 90 đến 120 phút. Đậy nắp khuôn hở khoảng 2cm để quan sát bột. Đến khi thấy bột nổi cách nắp khuôn khoảng 1cm thì đóng kín nắp. Bước 6. Nướng bánh ở nhiệt độ trên 220 độ C dưới 170 độ C trong 40 đến 50 phút. Bánh mì lên đĩa rồi thưởng thức bánh cùng với sữa hoặc thức uống từ nước trái cây để tăng thêm dinh dưỡng cho món ăn. Tên tên thật không thể tưởng tượng tại sao mà có một bịch bột với một chén nước mà chúng ta phải gọi là gì, ủ hả, và nhồi hả, bột hả, trong từng ấy thời gian lại đem đi nướng lên ra một cái bánh đẹp như vậy. Mà còn chất lượng bên trong á, nghe ăn là rất là ngon. Thấy là khi lớp ở ngoài màu vàng vàng ha, còn bên ở trong vẫn được trắng. Cái trắng ha. Cái đó là đặc trưng của bánh mì. Thôi thử đi, hãy nói ha. Rồi, Nguyễn ăn với dâu nghe. Rồi, Khai sẽ ăn với bơ nè. Ăn với bơ là bị béo đó nghe. Nói chứ lâu lâu ăn miếng đâu có sao quý vị ha. Thực ra thì chúng ta không thích ăn thịt thà, chúng ta ăn vào buổi sáng uống một cốc sữa như thế này cũng ngon. Để thử cái bột như thế nào. Ngon ha. Chắc chính là ở phía bên ngoài á nướng bằng vàng, nhưng mà bột ở phía bên trong á thì chúng ta ăn thử ạ. Rất là mềm. Mềm, đúng rồi. Mềm mịn và rất là hòa tan trong cái lưỡi của mình, ăn rất là dễ chịu đúng không? Cái này đâu giống như là bánh mì chính gốc của quê hương Khai Hồn. À vậy là hả? nó ngon y chang như vậy đó. Thơm nữa hả? Cái bột công nhận không phải là giòn mà là chỉ nướng vừa đủ thôi, đủ vàng thôi. Và bên trong á thì cái làm sao mà để giữ cái bột nó bồng ra, nó nổi ra mà nó mềm, nó vừa ăn với cái miệng của mình, nó không có dễ bị ngán. Đó, cho nên bánh mì sandwich là dễ ăn nhất luôn á quý vị. Thôi quý vị nói nghe nè. Tại vì nay mình trình bày vậy thôi. Chứ có nhiều chỗ trình bày xéo vậy nè. Xong rồi cái kẹp đồ ăn rồi cái hai cái xéo tam giác mà rất là dễ thương ha. Và quan trọng nhất là gì? Là thực hiện rất là nhanh với công đoạn được ghi rõ trên cái bọc của bột Nico Hương Xưa. Và hôm nay Khai rất là vui được gặp Uyên và xin cảm ơn rất nhiều đến bột trong sản Nico Hương Xưa đã tài trợ chương trình này. Đặc biệt là Visions và Ariete đã đem đến cho cái bếp của chúng ta một cái vẻ đẹp vô cùng tuyệt vời. Hẹn quý vị khán giả trong những tập tiếp theo của chương trình Mỹ Vị 24. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Đúng rồi, về mình cứ làm rồi.